Tìm đâu được nhà độc lập đường hai ô tô tránh mà lại có thể kinh doanh? Thưa quý vị, Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với diện tích 37 m², thiết kế độc lập duy nhất một căn, lô góc hai mặt thoáng, có thể kinh doanh nhỏ, nằm ở trên trục ngõ chính thuộc Hà Đông, Hà Nội nha quý vị. Với căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Nam, và thiết kế của ngôi nhà 4 tầng xây mới, đường ngõ trước nhà hai xe ô tô tránh, có thể kinh doanh nhỏ hoặc quý vị có thể kinh doanh online, hạ hàng, bốc hàng thoải mái. Với cái vị trí của ngôi nhà rất là hợp lý, gần trục đường quốc lộ 6, cụ thể nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đường to, ô tô, ngõ thông, trục chính. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, diện tích rộng, thiết kế như thế nào? Với phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện và bên trong là cửa kính cường lực. Với ngôi nhà này thì thiết kế thực tế của nó là ô tô có thể vào nhà hoặc quý vị có thể kinh doanh tùy mục đích công năng sử dụng. Còn hiện tại Ngọc Ánh quay nhà có như thế nào thì chủ đầu tư bàn giao và bán nhà như vậy nha mọi người. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, một là phần để xe hoặc là phòng khách, một phòng vệ sinh. Toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết, đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Lô góc hai mặt thoáng, ngoài phần cửa chính thì ở bên hông là có cửa sổ, cửa ngách nha mọi người. Đó, phần hoàn thiện cơ bản là đã xong xuôi hết, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Sổ sách chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở dưới tầng 1 cho quý vị. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 cũng khá là rộng nha mọi người. Đấy. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước lên trên 4 tầng. Vị trí quận Hà Đông. Với các căn nhà xây dựng độc lập này thì điện nước tất nhiên là riêng biệt hồ sơ điện nước từng căn rồi. Với cái hướng nhà này là hướng Tây Nam, thiết kế tương đối là hợp lý nha mọi người. Nhìn tổng quát từ tầng 1 của ngôi nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy rất rộng, thoáng, có cửa ngách mở ngoài phần cửa chính. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc thì ốp đá granite. Thiết kế 4 tầng thì đây là phần tầng 1 em đã review rất là chuẩn chỉnh, kỹ lưỡng rồi. Mời người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và trên với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Tầng 2 thiết kế không gian phòng, bếp rất là rộng nha mọi người. Đấy, cửa sổ thông thoáng, bếp đặt ở đây. Với cái tủ bếp thiết kế đầy đủ cho quý vị, tủ gỗ MDF chống cong vênh này, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều lắp đặt đầy đủ hết. Đây, chậu rửa, vòi rửa lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị, chỉ việc dọn đồ về ở. Tầng 1, tầng 2 mỗi tầng chủ nhà lắp thêm cho quý vị một chiếc quạt trần. Ở đây thì quý vị có thể kê một bộ bàn ăn. Khá là hợp lý. Và tiếp theo ở trên với tầng 2. Thiết kế thêm một phòng ngủ cho quý vị. Đây, thoáng, rộng. Thực ra tất cả những căn nhà ưu điểm của lô góc bao giờ cũng nhỉnh đắt hơn lô thường. Bởi vì sao ạ? Cửa sổ mở ra thoáng vĩnh viễn hai bên. Tại vì ở bên cạnh nó là ngõ rồi, cho nên là cửa sổ mở ra là thoáng, phía trước cũng vậy. Trong tất cả các phòng ngủ thì đều được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led cũng như ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Tất cả các cửa sổ thiết kế hai lớp. Đó. Rất là an toàn, thẩm mỹ. Gạch lát nền, kích thước gạch 60. Cửa thông phòng, thiết kế là cửa gỗ. Từ vị trí ngôi nhà này phù hợp cho quý vị đi làm theo trục đường Hà Đông, đi làm ở quốc lộ 6 và đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Tính từ vị trí phường Biên Giang này mà lên tới Nguyễn Trãi, Thanh Xuân thì nó rơi khoảng tầm 13-14 cây mọi người nhá. Cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm là với cái khoảng cách đấy thì quý vị đi làm ở Hà Nội nó cũng rất là nhanh thôi. Hoặc là quý vị có thể đi tại bến xe Yên Nghĩa và đi theo tuyến đường sắt trên cao. Tầng 2 thiết kế thêm cho quý vị một phòng tắm. Phòng này thì đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị về đầy đủ là hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu điện khối, lavabo. Và trong phòng tắm thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tầng trần tầng rất là sạch. Đây là tầng 2, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Mời quý vị theo em ra phòng ngủ đầu tiên. Với cái phòng ngủ ở tầng 3 này cũng như tầng 2, thoáng, cửa sổ thông thoáng. Nói chung là có rất nhiều quý khách hàng quan tâm về những cái căn nhà thuộc quận Hà Đông, đường to, ngõ rộng, ô tô, bởi vì bây giờ cái xu hướng bán hàng online tại nhà rất là hợp lý mọi người ạ. Và gần như nó là thành trend rồi ấy. Nên là có rất nhiều quý khách hàng hỏi là không cần
gọi là vị trí quá gần nhưng mà cần đường to, ngõ rộng, xe ô tô tải có thể hạ hàng thì ngôi nhà này đáp ứng đúng với cái tiêu chí yêu cầu đấy của khách hàng. Phòng vệ sinh ở tầng 3. Đây mọi người ơi, với phòng vệ sinh tầng 3 thì quý vị có thể nhìn thực tế ở trên video, chủ nhà lắp cho quý vị một bồn tắm này, đó, rồi là bồn cầu liền khối này, lavabo này, à, thiết kế rất là đẹp, chỉn chu. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 3 tiếp theo còn một phòng ngủ ở phía bên trong. Lên trên phía tầng 3 như vậy là cái ngôi nhà này là có 3 phòng, 3 phòng riêng. Phòng nào cũng cửa sổ ánh sáng thông thoáng tự nhiên. Vị trí phường Biên Gia thì nó gần với lại trục đường quốc lộ 6 mở rộng mọi người ạ. Rất là tiện. Quý vị sẽ hỏi là Biên Giang là ở đâu, thì Biên Giang gần như nó là cuối của quận Hà Đông. Nó gần với cái trục đường đi lên Xuân Mai, Hòa Bình. Và xung quanh thì nó vẫn ngập tràn tiện ích, đi qua cầu Mai Lĩnh là đến phường Biên Giang mọi người nhé. Và mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên vị tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh nữa, một phòng ngủ nữa, nên là quý vị có thể tận dụng tùy cái phòng này, quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy công năng. Như vậy 4 tầng có 4 phòng riêng, xung quanh tiện ích đầy đủ, nằm ở trên trục chính, dân cư đông đúc. Quý vị có thể kinh doanh online, quý vị có thể kinh doanh offline. Giá bán hơn 3 tỷ, nhỉnh 3 tỷ một chút. Với ngôi nhà này, sổ đỏ, pháp lý rõ ràng, chuẩn chỉnh, đầy đủ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với Nha Tốt nha. Phần còn lại, sân phơi. Thoáng trước, thoáng sau. Đó. Sân phơi rất rộng, căn nhà đổ tròn 4 tầng cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu, liên hệ với Ngọc Ánh theo đúng hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0933 013403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.